Chào toàn thể các bác nhá. Đến hiện lại lên thì hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2024. Thì em tiếp tục lên cho bác những cái clip mới nhá. Thì hôm nay đó là ngày hôm nay thì bên em lại cũng sẽ đi là thanh lý lốt cho bác cái lô máy cắt cỏ của cái lô cũ nhá. Đấy. Dự kiến thì chắc khoảng mai hoặc ngày kia là sẽ có lô hàng mới nó về. Chắc khả năng là mai đấy. Nếu đúng lịch là mai sẽ có lô hàng mới về. Đấy, chính vì thế là bên em tiến hành là xả lốt cho bác nhá. Đấy thì hôm nay là cái lô thứ hai, lô xả thứ hai nhá. Hôm trước lô xả thứ nhất thì bên em bán cũng gần hết rồi, cũng chỉ còn có vài con thôi. Thì hôm nay tiến hành xả lốt cho bác nhá. Đấy. Xả hàng thanh lý đấy, dọn kho. Đấy là sạch bách luôn, hết máy. Đấy thì dự kiến mai là sẽ có lô hàng mới nó về. Đấy. Thì các bác mà mua hàng thì tranh thủ là mua luôn trong cái lô ngày hôm nay. Tại vì là thì trong một cái lô máy thì chỉ có những cái đợt cuối cùng thì bên em mới xả hàng thôi. Đấy, thì xả hàng chỉ trong vòng 1-2 ngày, 1-2 video là hết thôi. Đấy, nên là các bác mà muốn máy ngon, giá rẻ, hàng ngon, bổ rẻ thì các bác tranh thủ mua luôn nhá. Đấy, thì hôm nay thì bên em cũng sẽ lên cho bác cái lô máy cắt cỏ, nó sẽ gồm rất là nhiều những mẫu khác nhau. Những cái mẫu này thì bên em đã dọn nổ rất là ok rồi. Nói chung là các bác về sẵn là xài luôn thôi. Đấy. Thì những cái mẫu này thì nó đều là hàng Nhật bãi nhá. Đấy, hàng đã qua sử dụng nhưng mà chất lượng của nó đều còn rất là ok, rất là ngon. Đấy, bác nào lấy thì bên em sẽ lắp cho đầy đủ đồ nhá. Tay lái, đầu bò, chắn cỏ này, dây ga, cò ga, nói chung là đầy đủ hết cho bác. Về sẵn là chỉ việc xài thôi. Đấy. Giá thì không phải suy nghĩ rồi. Giá là giá thanh lý dọn kho. Đấy, đảm bảo là hầu như bác nào điện đến là đều mua được hết. Đấy. Tại vì giá thì các bác không phải suy nghĩ rồi. Chỉ có các bác suy nghĩ là chọn con nào thôi, ưng ý thôi. Đấy. Về có cái làm. Đấy. Đấy. Tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết cái lô máy này nhá. Đấy, lô máy này. Đấy, thì các bác tranh thủ mua. Đấy, chỉ vì có duy nhất là cái buổi hôm nay là bên em là xả hàng thanh lý thôi. Thế còn ví dụ mai nó về lô mới là giá nó lại trở về giá gốc. Đấy, giá ban đầu. Đấy. Ok nhá. Đấy thì tí nữa thì ngoài ra là sẽ lên cho bác cái máy phụ tùng này. Đây, máy phụ tùng cho bác này. Đấy, phụ tùng các bác về lấy đồ ấy. Lấy đồ các thứ. Đấy, tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết. Thế còn phần đầu chương trình thì bao giờ thế thì bên em cũng sẽ dành một ít thời gian là giới thiệu cho bác về cái sản phẩm chè của địa phương nhá. Đấy, bởi vì các bác thể sạch trên mạng, địa chỉ là ở Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình, có nông trường chè Sông Bôi. Thì chỗ em là cả một cái nông trường chè rất là rộng lớn, chính vì thế là các bác mua chè chỗ em là được cái giá gốc luôn nhá, không qua trung gian. Giá thì bao cho bác là rẻ nhất trên thị trường luôn nhá. Đấy, chè chỗ em thì nó là giống chè Tuyết Thơm bác này, búp móc câu rất là ngon luôn. Đây, bác thể quan sát búp rất là nhỏ đây này, cánh nhỏ tăn như con ong luôn. Đấy. Cái chè này thì bên em bao cho bác 100% là chè mới nhá, không phải chè cũ. Nên là các bác mở bao bì chè ra nó sẽ có vị thơm, là đặc trưng của chè mới. Đấy, riêng là chè cũ là không bao giờ có vị thơm đâu. Đấy, bác lưu ý nhá. Đấy, chè bên em uống sẽ là nước xanh này, vị thơm này. Đấy. Nước xanh, nước trong xanh ánh vàng đấy, vị thơm, tiền chát ngọt hậu. Thì lúc đầu các bác uống thì chát nhá, sau nó sẽ ngọt nhá và nưu hương. Đấy. Thì chè bên em có những cái loại như sau này. Loại thứ nhất là loại 130.000 một ký. Loại thứ hai là loại 170.000 một ký. Và loại thứ ba là 200.000 một ký các bác nhá. Và bên em sẽ ship từ 1 ký trở lên. Nếu bác nào mà mua từ 1 đến 3 cân thì phí ship của nó rất là rẻ thôi, chỉ từ 26 cho đến 35.000. Đặc biệt bác nào mua số lượng nhiều trên 2 ký bên em bao ship luôn. Trên 2 ký nó áp dụng với loại chè 130.000. Thế còn bác nào mua loại 170 và 200 thì từ 1 ký đổ lên là bên em đã bao ship rồi. Nên là các bác không phải lo về chuyện phí ship nhá. Đấy. Thì đợt này là nó là chè là nó đang bước vào vụ thu nhá. Vụ thu thì chè đợt này là vụ là ngon nhất trong năm. Uống sẽ là nước nó xanh, vị nó thơm mà nó không bị đắng nhá. Uống nó không bị đắng. Đấy. Nên là bác nào mà muốn uống thử là mua luôn cái thời điểm này là uống rất là ok, nó rất là ngon luôn. Đấy. Đấy thì tiện đây thì em cũng sẽ quay cho bác xem nhá. Ở xa xa kia là cái vườn chè kìa, bác nhìn xanh xanh kìa, là cái vườn chè nhá. Thì bên em đây là cũng đang sao chè đây. Đây. Đây, sao thủ công củi lửa đây, bác nhìn không? Đấy, đang sao chè nhá, kia kìa. Đấy, vò chè các kia. Đấy, nói chung là các bác mua chú em là mua tại xưởng sản xuất luôn. Đấy, chè thì là nguồn gốc xuất xứ là rõ ràng. Đấy, không có tồn dư bất cứ chất thuốc bảo vệ thực vật nào. Đấy, nói chung là đảm bảo cho bác là về thứ nhất là về cái chè là ngon rồi, thứ hai là chất lượng chè rất là ok, không có thuốc trừ sâu. Đấy, đảm bảo các bác sẽ rất hài lòng nhá. Đấy, có mấy loại như thế. À quên, bác nào mua máy mua chè thì bác liên hệ theo số thứ nhất này. Để bác nào mua chuyên về chè, đặt hàng về chè hoặc là cần tư vấn kỹ hơn
về các loại chè thì bác liên hệ theo số thứ hai nhá, là số chuyên về chè. Đấy, ok. Đấy thì hôm nay thì em sẽ đi vào chi tiết cái lô máy này luôn. Thì mấy hôm nữa sẽ có cái lô hàng máy mới nữa vào. Thì lúc ấy em sẽ review máy mới sau. Đấy thì tạm thời hôm nay là quay nhanh cho bác mấy cái ít cái hàng máy cắt cỏ. Đấy, xả hàng thanh lý. Đấy, đầu tiên là sẽ có ít cái máy cho bác về lấy phụ tùng nhá. Cái này thì chủ yếu dành cho bác thợ thôi. Đấy, bác nào mà mua máy cắt cỏ thì các bác chờ một chút nữa, này bên em sẽ đi vào chi tiết cái lô máy kia. Thế còn cái này chỉ là tua nhanh thôi nhá. Đấy. Đây có ít cái đồ phụ tùng cho bác các bác thợ về lấy đồ đây. Đấy, có cái con này đẹp quá này, con Makita này, Makita này. Cái con này tình trạng của nó là bị cứng máy này, cứng máy này, cứng ngắc luôn. Đấy. Cứng ngắc luôn. Đấy, chế chiếc của nó đây này. Chế chiếc của nó đây vẫn còn nủng nẳng đây này. Cái bên em cũng đây, nhìn soi ở đằng này là thấy bít tông còn vẫn ngang luôn này, bác này. Bít tông vẫn ngang luôn nhá. Bên em cũng chưa có tháo lòng ra để xem là như nào đâu nhá. Đấy. Nhìn thấy đằng này là bít tông còn đẹp vẫn ngang. Đấy. Ok này, đây này, nhìn này, tung tiếc ngon lành luôn, không bị cháy nhá. Đấy. Thế con này là bị cứng máy này, cứng ngắc luôn. Đấy. Thì các bác về lấy đồ nhá. Đấy, lấy đồ này. Nắp bình xăng các kiểu rất là ok luôn. Đấy. Đấy, chế chiếc vẫn còn luôn này. Đây này, chế đấy. Đấy. Yeah. Thì cái cục này tính cho bác như cái cục này tính cho hôm nay là lô UV DUVX nhá. X1. Con này em tính cho bác cái cục này tính cho đâu xem nào. 300k nhá, về lấy đồ. Đó, tính cho 250 đi. 250.000. Về lấy đồ. Đấy. Các về lấy đồ nhá. Đấy, bán như video nhá, như video. Đấy, bình xăng, bình xiếc, nắp xăng, nắp xiếc để chế trước đây. Đấy. Ok này. Tiếp theo này. Tiếp theo có cục này nhá. Cái cục này cục ECHO 20 này, 20 này. Cục này nó về nó chỉ còn thế này thôi này. Còn thế này thôi. Vẫn xoay nhá, vẫn xoay, bên em cũng chưa có kiểm tra bên trong được, không biết là các bác về còn kiếm ăn được gì không, cái này bên em không rõ lắm nhá. Đấy. Này như là nòng của nó cũng hỏng ở đây này. Bị gì bên trong này. Đấy, bị gì bên trong này. Thì con này thì bác về lấy được cái bộ chế này. Bộ chế này, lấy bình xăng này. Bình xăng không bị bể gì đâu nhá. Bình xăng chế nắp OE bôi các kiểu này, điện này. Đấy. Điện đi các kiểu nhá. Đấy. Tum tiếc ngon lành luôn này. Tum này, không bị cháy này. Đấy. Nên nói chung là về lấy đồ lấy rên lấy lốc nhá. Đấy. Con ECHO 20 này. Lấy bố côn bố kiếc các kiểu. Đấy. Thì cục này là cục X2 này. Cục này em tính cho bác 170.000. Đấy. Về lấy điện lấy cái bình xăng là đủ vốn rồi, còn đâu là dư ra. Đấy, ok. Tiếp theo này. Tiếp theo em có cái này nhá. Có cái này này, có cái con máy này này, cái con máy này con Mazu này. Mazu 20cc nhá. Đấy, Mazu này. Cái con này điện điếc vẫn còn của nó đây này. Nó về nó như này luôn này bác này, như này luôn này. Đấy, con này thì cái nắp bô e vẫn còn này, chế vẫn còn ngon nguyên bản nó luôn này. Đấy. Cái con này về là nó như này nhá, như này nhá. Cái con này là về cái bộ nòng của nó là nòng còn đẹp lắm, nòng hơi còn đẹp. Nhưng mà bị sứt cái mé đằng bên bô này, bắt cái bô nó bị mẻ, bị cấn bị mẻ đây này, nhìn thấy không? Đây này bị mẻ này đấy. Thì cái con này hơi còn ngon lắm, hơi còn chắc lắm này, hơi chắc cực kỳ. Đấy. Hơi còn ngon nhá, hơi còn ngon mà nó bị cấn, mà bít tông con này vẫn ngang luôn này. Đây này bác nào mà lấy về thay quả thấy cái bít tông vẫn đẹp lắm, bít tông vẫn ngang luôn, đảm bảo đẹp nhá. Đấy, bít tông vẫn ngang luôn, con này đẹp điện điếc còn ngon lành luôn. Thế cái con này là nó còn dính theo cái bộ cần này, dính theo bộ cần nhưng mà nó chỗ này hơi cong, hơi bị cấn chỗ này một tí này. Ti tiếc còn ngon này, con này ti tiếc còn ngon này bác này, ti ngon, ti bảy khí còn ngon. Đấy, cần định khá là thẳng nhưng bị cấn chỗ này này, bị móp chỗ này này. Đấy. Đấy, như này nhá. Đấy, bán như video cho bác con này như này nhá. Thì bác về kiếm được cái gì thì kiếm nhá. Đấy. Đấy con này này. Đấy, đây, sứt mất chỗ này. Đấy. Ok. Đấy, con này bác về nghịch khả năng vẫn nổ đó. Nổ ok nhá. Đấy, vẫn nghịch. Thì con này có X3 này. Thì bác bán cho bác như video như này nhá. Đấy, bác cứ tí quan sát như video này, còn chế còn nắp bu e này. Đấy, nốc rên ngon này, chụp giật chụp gieo này, tum tiếc ngon lành này.
đấy, bi tông với tiếc đẹp này, nòng cũng đẹp nhưng mà bị sứt bằng này này, đấy nhìn như video nhá, đấy bác quan sát. Con này em tính cho bác à, cục này tính cho 350, đấy 350, đấy ok. Tiếp theo này, tiếp theo có cục này đẹp này, lấy đồ ngon này, cục này là cục Mazu này, Mazu 20cc, cục này nhìn rất đẹp luôn, rất đẹp luôn, đấy. Nhưng mà nó lại bị xước trà, xước lòng nhá, xước lòng, đây này, giật tuột hơi xước lòng này, đấy, đây này, dây dây giật của trắng này, nhìn rất đẹp nhá, nhưng mà giật nhẹ tèo nhá, nhẹ tèo kiểm tra là bị xước trái nhá, xước trái lòng biết không biết còn không, thì không không rõ lắm, thì kiểm tra xước trái mới bị tuột hơi là bỏ ra thôi, đấy. Thì con này thì nó rất đẹp nhưng mà nó bị như thế nhá. Đấy, mình đi. Đấy. Đấy. Rất đẹp. Cục này cục X4 nhá, X4 rất đẹp. Cục này thì em tính cho bác xem nào. Cái cụm này là cục này là 70.000 này, cái này tầm hai. Cục này tính cho cục này đẹp, nhìn đẹp lắm. Cục này tính cho đâu khoảng là vỏ viết tung tiếc ngon lành luôn, đẹp. Đấy, rên nốc các kiểu. Cục này tính cho 300k đấy, 300k rất đẹp. Tiếp theo có cục này nhá. Đấy, tiếp theo có cái cục này cho bác về lấy đồ, cục ba lô này. Đấy, bác nào lấy là có cái ba lô này ngon này, ba lô ngon, dây riếc ngon lành luôn này. Đấy, ba lô ngon, quay kia các kiểu. Cục này thì cục EQZ 240 này, 240. Cục này thì cục này thì kiểm tra thì như là cũng không biết là lòng điếc còn ok không, cũng không rõ lắm nhá. Đấy, tạo vứt ra em nghĩ là chắc là khả năng cũng không biết thế nào, chịu, cái này không rõ lắm. Cái chụp giật thì nó hơi vẫn vặt giật rồi, vẫn thấy có hơi đấy nhá, nhưng mà chụp giật của nó là nó không thu được vào nhá, lưu ý này. Đấy, không thu được vào này. Đấy, con này thì về lấy đồ ngon này, biết lòng bạc biết tông thì không biết về có tận dụng được gì không. Đấy, đủ đồ nhá, echo. Đấy, như này nhá, nó như video như này nhá, điện điếc còn này. Đấy, bình xăng bình xiên ngon lành này, khung khiếc các kiểu này. Đấy. Thì con này là con X5 nhá. X5 mà tính cho bác cục này tính cho 250. 250.000. Bác về lấy đồ. Đấy. Đồ, lấy khung, lấy khiếc, lấy các kiểu. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo có cái cục này này. Có cái cục này là cục Mazu xác này. Mazu này, Mazu 23 này. Đấy, cái áo đẹp quá này, một dàn áo đẹp này. Đấy, không có điện nhá, không có điện điếc gì đâu. Điện tháo rồi. Cục này bác về lấy được cái lốc rên này. Lốc rên này. Nó bị cứng không? Không rõ lắm. Thôi chắc không bị cứng đâu. Bị tuột hơi thôi. Tuột hơi. Cục này lấy được cái lốc rên, lấy được tum này, tum ngon luôn này. Đấy, bộ cần thẳng nhá. Cái bộ cần thẳng nhá. Bộ cần có cao su thẳng luôn. Tì điếc ngon này. Đây. Thì điếc ngon lành đẹp luôn này. Đấy. Thì ngon lành, ti ống cần là ti ống cần như là con này là 150 bạc ở đây này. Nguyên cái ti với ống cần là 150 rồi. Thì cái cục này tính 150 nữa, tính cho cục này tính cho 100.000, cùng là tính 100. Thì em ti gần 150, 250. Cái cục này tính cho 250 nhá. Đấy. X6 250. Bán như video 250. Đấy. Ok. Được rồi, xong mấy cái phần xác máy nhá. Xác máy thì em di chuyển lên mấy cái phần máy ngon lành ok cho các bác đây. Đây. À đây. Có cái con này nốt hai con này nữa là hết này. Có cái con này là con Tanaka chữ A này, con này đẹp quá này, nhìn rất ok luôn này, vỏ viết đỏ au luôn này. Chế tay đỏ tay điếc này, con này nhưng mà về bị vỡ bình xăng nhá. Bị bể bình xăng lớn này. Con này thì bên em cũng hiện tại đang hết bình xăng lớn nhá. Đây này. Vỡ bình xăng lớn đây này. Hết bình xăng lớn nên là chưa thể dọn được. Nên mà bác nào lấy thì nếu mà có bình xăng lớn về dọn con này là ok này. Tanaka chân trống này. Đấy, đồ điếc đủ này. Đấy, đầu bò đầu biếc đây. Đầu bò đầu biếc đủ này. Đấy. Nhá. Đấy. Con này đây nó như video đây. Con này thì hơi điện là ngon nhá. Hơi điện ngon nhưng mà bị vỡ bình xăng lớn nhá. Bên em hiện tại đang hết bình xăng lớn. Hơi ngon trợ lực luôn. Đấy. Đủ đồ nhá. Đủ đồ hơi ngon hết. Vỡ bình xăng lớn. Đấy, các bác về tự dọn con này nhá. Con X7.
Đấy, vỡ bình xăng lớn này. Thì bác về tay bình xăng lớn mới dọn máy đi là ok. Thì con này em tính cho bác à. Con này tính cho 750. Đấy, các bác về tự dọn nha, 750. Tự dọn 750. Ok, X7 nữa, X8 này. X8 có con này nhá. Con này cho bác về lấy đồ rất là ngon luôn này. Cái con này là con GUB 2370 này. Con này tình trạng của nó rất đẹp nhá. Nhưng mà cái con này là nó bị thiếu điện nhá. Thiếu điện, không phải thiếu điện đâu, chính xác là bên em tháo điện là nắp sang con khác thì chuẩn hơn. Đấy, điện con này ngon nhưng mà bị tháo. Tháo ra để nắp sang con khác. Đấy. Thì bác nào mà có điện của con này thì về nắp vào là ok. Con này hơi rất là ngon. Hơi ngon nhá. Đây. Đấy, nhìn rất đẹp. Tay lái ta liếc nó đây. Đấy. Hiện tại thì nó bị thiếu đầu bò nhá, thiếu đầu bò nhưng mà năn êm hết này. Ti 247, ống cần 247. Ti rất đẹp luôn. Thì cái này em bán cho bác như video nhá, như video để cho bác về lấy đồ. Đấy. Thì nó còn như video đấy nhá. Thế cái con này ví dụ bác nào mà muốn dọn thì bác về thêm cái điện với cái đầu bò nữa, xong là giúp sửa bình xăng con là chạy thôi. Hơi thì ngon, ok luôn. Hơi rất ngon, bị nghẹt bô này. Nghẹt bô hơi ngon, bao hơi nhá. Hơi ngon lắm. Đấy, hơi bao ngon. Về lắp mỗi điện với cái đầu bò nữa là ok. Đấy, con này còn đẹp lắm. Thì con này còn X mấy đây? Con X8. X8 con này bán cho bác như video này, X8 này. Con này tính cho bác 550 nhá, 550. 550, được chưa? Đấy, các bác về lấy đồ. 550 là ngon rồi. 550.000. X8 550. Đấy, ok nhá. Rồi tiếp theo này, bây giờ là xong cái phần mấy cái phần về lấy đồ này. Còn bây giờ là bác nào lấy cái lô máy này là bên em sẽ nắp cho đầy đủ đồ nhá. Tay lái, đầu bò, chắn cỏ, dây ga, cỏ ga đầy đủ hết cho bác này. Đấy, mấy cái con này thì lổ ngon hành hết rồi. Thế bây giờ mới bắt đầu đi vào chi tiết này. Thì như ban đầu nói với bác rồi thì là giá thì đợt này cái lô này là giá nó rất là rẻ nha. Nó chỉ xấp xỉ hoặc là ngang bằng với cả giá thợ thôi. Giá là giá xả kho thanh lý, đảm bảo rất là rẻ. Đấy, đảm bảo các bác sẽ mua được. Đấy, chính vì nó rất là rẻ là lưu ý bác là bên em là chưa bao gồm phí ship đâu nhá. Lưu ý phí ship của nó là 50.000 trên một cái máy. Nếu bác nào mua máy thêm vào 50.000 tiền phí ship và 50.000 tiền phụ kiện nhá. Đấy, bác nào mà phụ kiện thì bao gồm mấy món là dao, dây đeo, tip mà buji, lục giác, vặn ốc, bắt cước. Đấy, cũng như các nơi họ bán cho bác thôi. Cái này thì bác thêm vào 50.000 nữa là mua bộ phụ kiện. Thế trường hợp nhà bác nào mà có phụ kiện rồi thì thôi, bác chỉ cần thêm 50.000 phí ship thôi nhá. Đấy, nữa là ok. Đấy. Tại vì giá nó quá rẻ rồi, lưu ý bác là bên em không thể nào bao ship với cả bao phụ kiện cho bác được. Đấy. Đấy. Ok nhá. Đấy, lưu ý. Rồi, thì em sẽ đi vào cái lô này. Con X8, X9, X9 có con ba lô này đẹp quá này. Ba lô của con T140 nhá. Con này đẹp lắm này. Đây này. Con này đẹp, ok. Mitsubishi tung rời luôn nhá. Cái này là đầu này bác thể tháo gắn xi thuốc cũng ok luôn này. Tung rời luôn, tung 260 đấy. Đấy. Cái con này ba lô này rất đẹp luôn. Đây, mình xem. Cái này thì bên em đã dọn lỗ cho bác rồi, ngon lành rồi, về chỉ việc giải thôi. Đấy. Cần tay lái nó rất đẹp luôn, cần rất đẹp luôn này. Đấy. Và đặc biệt cái con này nó có cái lưỡi rất là ok luôn nhá. Lưỡi này dùng cực kỳ sướng luôn này. Đây cái lưỡi này này, các bác có thể mài lưỡi này luôn này. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy. Nếu này bác nào lấy con này tặng luôn cái lưỡi này nhá, bởi vì em thấy nó khá là độc đáo, rất là ok. Đấy. Đấy, rất là ngon đấy. Thì nó lỗ ngon lành rồi. Đây, quay cho bác xem. Đây, hơi cực kỳ ok luôn. Đấy, hơi ngon lắm. Ngon lành luôn. Đây này. Quay tiếp này. Đấy. Nó để ý lưỡi không? Đấy. Đấy. Bao ngon nhá. Đây là tại vì nó ba lô ấy, nó vướng cái lưỡi kìa. Vừa giới thiệu cho bác cái lưỡi, con máy ngon lành hết rồi. Đấy, ngon lắm. Đảm bảo ok nhá, cực kỳ ngon đấy. Đây, tôi tắt đây này. Con này thì ok rồi nhưng mà quan trọng là do là có một người quay đâm ra là không thể giữ cái cần kia, tại vì nó dịp vướng cái lưỡi cả. Đấy, nó xoay nhá. Đấy, lưu ý. Thì con này thì đảm bảo ngon cho bác luôn, hơi căng đét luôn này. Đây này. Đấy. Đấy, ngon lắm. Đảm bảo ok nhá. Đấy, con này thì bác về chỉ việc dùng thôi, quá sướng luôn. Dùng thích lắm. Con X9, con X10, X9
Con đích chín này ngon lành này. Con này em tính cho bác con này 950. 950 nhá. Đấy. Thì bác thêm cho em 50.000 thì phí ship này, 50.000 phụ kiện này, tổng về nhà là 1.050.000. Nó ngon lành cảnh đảo luôn, đầy đủ hết. Đấy. Đấy, 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện. Trường hợp bác nào có phụ kiện rồi thì thêm 50.000 phí ship. Đấy, ok. Con này đẹp lắm này, vỏ viết ngon lành không bể vỡ gì luôn. Đây này. Đấy, không có bể vỡ tí gì mà. Hàng Mitsubishi nhá. Công suất 24, nòng 32. Ok. X11 này. X11 lên cho bác con này nhá. Cái con này là cái con Tanaka 24cc, con này nòng 33 đi này, con này chạy rất là khỏe luôn. Dòng này gọi là dòng Tanaka chữ A. Đấy. Tanaka chữ A nhá. Đấy. Dòng này thì là nó dễ dùng, dễ xài, đồ đạc thì rất là nhiều luôn. Mà con này nhìn khá đẹp luôn nhá. Đấy. Thì mai em thêm cho bác một bên tay lái nữa nhá. Đấy. Đấy, chưa lắp thôi, chưa kịp lắp thôi. Đấy. Mấy cái lắp OEA này mai lắp cho đầy đủ hết này. Đấy. Thì con máy thì là ok, con này giật trợ lực luôn nhá. Lưu ý nó giật trợ lực luôn. Đây quay con xem. Đây, giật trợ lực luôn. Đây. Ngon lắm, tuyệt vời nhá. Đấy, máy chạy dễ dùng, dễ xài lắm. Đây. Con này ngon cực kỳ. Con này nhìn còn mới lắm nhá, mà ngon. Đảm bảo ngon nhá. Đấy. Thế mai em lắp đủ đồ cho, một bên tay lái với cái lắp bôi da này là đầy đủ. Mấy chặt cỏ chừng kia các kiểu. Đầy đủ nhá. Cho bác này. Con X11 này. X11 thì tính cho bác con này 900k nhá. 900k. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship này, 50.000 phụ kiện này, tổng về nhà triệu tròn nhá. Đấy. Thì nào này là nòng 33 ly, 24cc. Đó, ok. Tiếp theo. Tiếp theo lên cho bác con này đẹp quá này. Con này là con cũng là một con Tanaka, nhưng mà Tanaka này là Tanaka 20cc, nó con này nòng 30 ly này. Dùng gia đình thì cực kỳ ok nhá. Đấy. Dòng này gọi là dòng Tanaka giật đằng trước này. Vỏ viết nhìn đẹp này, có áo này. Đấy, đẹp lắm. Đấy, con này nhìn đẹp. Tay lái tân điếc nó đây. Đấy. Ok này. Chế là quân vừa rồi tay đỏ nhá, quân vừa rồi tay đỏ ga. Tiết kiệm xăng. Đấy, con này rất dễ nổ thôi. Rất ngon nhá. Đấy. Bơm xăng, nó bị tụt xăng. Tụt xăng các bác bơm xăng cho em nhá. Kéo le đỏ lên này. Đấy. Đấy, ok nhá. Đấy, bơm xăng nha, mình bơm xăng là ok thôi. Đấy, đây là cái nó bị căng cái dây gà này bác này, căng cái dây gà này, đấy, các bác thấy không, căng cái dây gà nhá. Thế thì mai mình lắp lại cái tay lái là ok thôi, chứ còn máy của nó thì ok đấy, không vấn đề gì đâu, đi ví nhá. Rồi, X12 này, con này em tính cho bác 650, được chưa, bác thêm cho 5.000 phí ship, 5.000 phụ kiện rồi, tổng về nhà 750, ok. Tiếp theo này, tiếp theo lên cho bác con này đẹp quá này. Con này là con Mazu nhá, Mazu 20cc nòng 30 ly. Con này nhìn màu xanh quá đẹp luôn, bình xăng trắng màu xanh. Nhìn bản quá đẹp. Đấy. Máy nhìn đẹp lắm. Đây này, máy nhìn này. Mà con này dư giật còn trắng tinh nhá. Đây này bác nhìn này. Dư giật con này trắng tinh luôn. Đây. Đây, thấy không? Dư giật zin nhá, không phải lô đâu. Đấy. Con này là dòng Matsuyama nhá, 20cc dòng 30 ly. Đấy, dùng gia đình quá ok luôn. Mà dòng này là trong nốc này có đóng mít Intaban luôn nhá. Đấy, đóng nốc này, mít Intaban luôn. Đấy, con này thì đảm bảo cho bác rất ok, rất ngon. X13. Con này em tính cho bác
tính cho 950 nhá, 950.000. Đấy bác thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào nhá. Tổng với nhà là 1.050.000. Đấy, rất là ok. Đấy, tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Cái con này nó là một cái con máy nòng 34 ly này. Con này là 26cc nòng 34 ly nhá, hiệu là Top Sắt. Cái con này là máy của nó là rất là chất nhá, đồ đạc của nó rất là dày luôn. Con này này. Con này rất là nặng đấy, nó khá là nặng đấy chứ không nhẹ đâu. Như cái con này mà lắp đủ bộ của nó vào nó phải rơi cỡ tầm 6 cân rưỡi. Đầy đủ. Chứ không ít đâu. Đấy máy 26 nòng 34 nhưng mà đồ nó dày. Đấy. Nhưng con này rất chất nhá. Đấy. Cái con này đảm bảo cho bác rất là trâu bò luôn này, phát cước cực kỳ ok luôn. À, chế nguyên bản luôn, những nguyên bản nó mai lắp thêm tay lái cho bác đầy đủ nhá. Ok. Đấy. Thì con này thì em nổ cho bác xem này, nghe tiếng máy ấy. Đấy. Máy này, đấy các bác nhìn máy rất là chất nhá, cực kỳ luôn. Mà con này nhờ còn tum dài luôn này, bốn ốc chốt này. Đấy. Tum 260 luôn. Đấy. Rồi con này thì máy rất là chất. Hiệu là hiệu Top Săn, dòng 34. Sướng lắm. Đấy. Hôm qua em lên một con Top Săn con bán rồi. Đấy, con này là còn duy nhất một con nữa. Con này rất là ngon luôn, rất ok nhá. Đấy. Con X14 con này 34 ly. Thì con này em tính cho bác giá hữu nghị như con này tính cho 1 triệu nhá. Đấy, 1 triệu. Thì bác thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào. Tổng về nhà là 1.1 triệu. Thế mà em lắp đầy đủ đồ cho. Thêm tay lái rồi là cò ga, dây ga các kiểu đầy đủ hết cho bác nhá. Đấy, còn quan trọng các bác xem máy nó rất là ok, rất là ngon. Đấy, ok. Và tiếp theo đây. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Cho bác con này là cái con một con máy thuộc dòng Zenot Komatsu nhá. Komatsu 20. Con này là 20cc nòng 30mm, bít tông 30mm, hiệu là Komatsu nhá. Komatsu này là dòng này gọi là Komatsu côm bướm đấy. Mà dùng ngon lắm này, sướng cực kỳ. Đấy. Đây. Đấy. Côm bướm này, Komatsu tay lái zin này, zin nguyên bản này, đệm rất êm luôn. Đấy. Chế chiếc là nguyên bản này. Đấy. Cái con này thì đây, nổ máy bác xem này. Con này dòng này dùng sướng lắm này, ngon cực kỳ. Đây, chữ ốp giật còn chữ này. Đấy. Con này hiệu là Komatsu nhá, Komatsu nòng 30mm. Dòng này dùng cực kỳ thích luôn, đảm bảo cho bác. X15. Con này em tính cho bác 850 nhá. Đấy. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào. Tổng về nhà 950. Đấy. Ok nhá. 950 em lắp đầy đủ đồ rồi. Rồi tiếp theo này. Thế nên cho bác con này nhá. Con này là nhìn một cái là một con Tanaka dần đằng trước nhá. Dòng này thì dùng cực kỳ ok, rất là ngon. Đồ đạc thay thế rất là nhiều. Đấy, dễ kiếm, dễ tìm. Mà dùng rất là dễ dùng luôn nhá. Dòng này dễ dùng lắm. Đấy. Con này là 22cc này. 22cc. Nòng của nó hình như là 31 ly. 31, 32 ly thì đấy. 31 ly, này 32. Con này khá là đẹp nhá. Nhìn màu vàng. À màu này màu... nó gọi là cái màu vàng cam, màu cam nhé, màu cam đấy, con này màu cam đấy, rất đẹp đấy. Con này thì nổ rất ok, ngon lành luôn cho bác này. Đây, quay giật đằng trước này, nổ chất lắm, giòn, cái nổ giòn lắm nhá. Đấy, con này nghe tiếng nổ phê nòi mắt rồi. Ngon. Ngon. Con này sướng. 22cc nhá. Rất là sướng luôn. X16. X16 con này tính cho bác. Con này em tính cho 750. Đấy, 750 nhá. Đấy, con này ngon. 750. Đấy. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện mà. Tổng về nhà tổng tất là 850. Đấy. Thế còn bác nào mà có phụ kiện rồi thì thôi, chỉ cần thêm 50.000 phí ship. Ok. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này đẹp quá này. Nhìn bình xăng trắng tươi luôn, bình xăng zin nhá. Không phải bình xăng lô được, bác này này.
Mình sẽ dìm trắng phao mới biết mức độ con này nó đẹp như nào. Con này thì nó là cái con Nativo nhá, Nativo 23cc. Con này nòng 32 ly. Dòng này thì chạy cực kỳ chất luôn nhá. Đấy nhìn đẹp lắm này, nhìn tổng thể rất đẹp luôn. Xài chế con bờ rồ này, con bờ rồ chữ to này, thấy không? Đấy. Con này nhìn tùm thiết trắng trẻo đẹp. Đấy. Đây, tay lái này, đấy. Nhìn đẹp lắm. Con này nhìn ok. 23cc. Đấy. Đây. Đấy. Các bơm xăng cho em này, bơm xăng này. Mình kéo này lên nhá. Đấy, ta dần rồi. Đây ga đây đây này. Đấy, con á. Giòn. Máy nổ giòn nhá, giòn rất là ok luôn đấy. Con này là chặn lực luôn. Đấy, chặn lực luôn. Đây. Con này nhìn rất đẹp đấy. Con này em đảm bảo nhìn rất đẹp nhá, nhìn rất ok. 23cc. Nòng 32 ly, 32 ly X17. Con này em tính cho bác đâu đó khoảng con này tính cho 850 đi, 850.000. Đấy thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện rồi nhá. Tổng ở nhà 950. Đấy, rất là ok. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo em lên cho bác cái con máy này nhá. Cái con này là con Tanaka này. Con này nó là Tanaka 24 luôn này bác này, 24cc luôn này, này. Nòng con này là 33 ly, con này khá là khỏe. 33 ly khỏe đấy. Đấy. Trong Tanaka dần đằng trước này thì là đồ của nó là đồ đạc rất là nhiều nhá, dễ kiếm, dễ tìm. Đấy mà đồ nó khá là dày. Đấy. Con này nói chung là dùng thích, dòng này dùng thích này, đồ rất là dày luôn bác nhìn. Tay lái tay nước nhìn đẹp. Đấy. Dần đằng trước nhá. Đấy. Thì em là test đồ cho bác xem. Đấy, con này ok nhá, ngon đấy. Đấy, này, đây này. Đấy, quá ok luôn. Đấy, con này thì nó bị sứt hai cái răng chỗ này nha bác nhá. Đấy, các bác dùng thì cũng không quan trọng lắm. Đấy, thì ok, anh khá là ok đấy. Đấy, hơi sứt cái này một tí. Đây là do vận chuyển thôi. Đấy, vận chuyển đấy nhá. Con này X18. X18 này. Con này nòng 33 ly đấy, chứ không ít đâu. Con này em tính cho bác con này 700 nhá, bán cho nó nhanh. 700. Thì bác thêm cho em 50.000 thì ship 50.000 phụ kiện vào nhá, tổng ở nhà 800. Thì sứt này thì em trừ tiền cho bác rồi nhá. Đấy. Còn bình thường không sứt sẹo gì thì là 850, 900 bình thường. Đấy, ok. X19 này. 9 lên cho bác con này nhá. Con này thì là một cái con Hitachi 24 này. Con này 24cc nòng 33 ly này rất khỏe luôn. Đấy, nòng 33 ly nhá, lưu ý. 33 là gần bằng 34 ly, rất khỏe. Con này trợ lực luôn. Đấy, dòng Tanaka này gọi là Tanaka chữ A. Đấy. Con này nhìn khá đẹp nhá. Đấy, nhìn đẹp lướt. Đấy, nhìn chế tay đỏ này, quân bờ dù tay đỏ ra ngang, tiết kiệm xăng. Đấy. Đấy. Đấy, lại này, trợ lực này. Đấy, phát rồi. Con này nòng 33 ly, rất là ngon. X19 này khá đẹp nhá. Con này em tính cho bác 850 đi, 850.000. Đấy thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào nhá. Tổng ở nhà là 950. Ok chưa? Đấy. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Nên cho bác cái con này thì nó là cái con Zobin nhá. Zobin bugi đứng này, dòng này chạy rất là ngon luôn. Đây nó ghi là Zabi nhưng mà máy này thực chất của nó là máy Zobin nhá. Zobin bugi đứng. 20cc nòng 30 ly, nòng 30 ly. Con này tình trạng nhìn rất đẹp nhá, nhìn rất đẹp luôn. Tay lái zin này. Ở trên vẫn còn một cái bát cước rất là to quá nhá. Rất cưa. Bác nào lấy tặng luôn cái bát cước đấy nhá. Bát cước của Nhật bãi. Đấy, rất ok, rất bền. Đấy, tặng luôn. Thì cái con này thì nó rất dễ lổ thôi. Đây, chế là quân bờ dù ngang ngang nguyên bản luôn.
là ngọt nha. Đấy, quay tít mù luôn. Đấy, rất là ngon nha. Máy chạy sướng lắm. Đấy, phê loài mắt nha. Đấy, con này ngon đấy. Đấy, êm á. Đấy. Đấy, nguyên bản nguyên zin luôn nha, 100%. Con này là con x bao nhiêu này? X19, X20, con này X20 này. X20. Con này em tính cho bác 800k. Đấy. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 5.000 phụ kiện, tổng ở nhà 900k rồi. Quá rẻ. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Con này thì nó là cái con Tanaka chữ A. Dòng này thì rất dễ dùng, dễ xài thì bác biết rồi. 22cc, nòng như 31 ly thì chuẩn. Chuẩn xác 31 ly. Dùng gia đình thì cực kỳ ok nha. Bình xăng trắng quá này. Nguyên bản 100% luôn nha. Nguyên bản luôn. Đấy, đẹp, khá đẹp. Đấy, nhìn đẹp. Đây tay lái zin nguyên bản đây này. Đấy. Đấy, ok nha. Đây con này ta lổ cho bác xem. Ôi dây giật con này trắng này. Đấy. Lại đây. Đấy. Con này ok luôn, X21 quá ngon. Con này em tính cho bác 800k. Đấy. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 5.000 phụ kiện vào, tổng ở nhà 900k. Bác về là có máy quá đẹp và xài. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này nhé, con này là con Isuki 237 này, 23cc nhá. Giống Isuki dùng rất là thích luôn. Con này là chế máy cưa này, dùng thích lắm, bốc máy, chạy sướng lắm. Con này thì tình trạng còn rất mới, tuôn điếc này, đẹp. Đấy, mới lắm, nguyên bản nguyên zin 100% luôn nhá. Nó mai em thêm cho bác cái tay lái bên này đấy nhá. Nó thiếu bên mai bổ sung thêm. Nó ok. Thế máy rất dễ nổ thôi. Đây. Rất dễ nổ cho bác nhìn nhá. Đấy, nói chung là cái dòng này thì bác nào gọi là rất thoải mái ấy, thì lấy cái dòng này thì dùng thì thích này. Thế nhưng mà bác nào ví dụ mới đầu dùng thì cũng không nên lấy dòng này vì nó đấy các bác cái len này này đấy, mới đầu thì bác phải, nói chung là bác nào tinh dùng thì dùng nó dễ thôi. Bác nào mà ví dụ như là lâu lần đầu tiên dùng thì không nên lấy con này, lấy mấy cái con này nó dễ dùng hơn, như con này thì nó sẽ khó dùng hơn. Thế nhưng mà ai hiểu về máy thì lấy con này thì nó ok, nó chạy sướng, bốc máy. X12, X22, 800k. Đấy, X22. Rồi tiếp theo này, em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo lên cho bác con này. Con này thì là một cái con rất là quen thuộc bác rồi. Con này nó là cái con Tanaka. Tanaka 22cc nhá, con này có trợ lực luôn. Trợ lực luôn. Con này nhìn khá đẹp luôn, bình xăng trắng tươi. Nòng 31 đi. Đấy, con này thì tình trạng nó đây, máy còn khá ok luôn, nhìn khá đẹp nhá. Đấy. Cái này bẩn đây này, mai vệ sinh nhìn trắng quá này. Đấy. Con này nhìn đẹp nhá. Đấy. Nhưng nguyên bản nguyên zin 100% luôn, chế tay đỏ, quan bờ dù tay đỏ, tiết kiệm xăng. Đấy, thì nó cũng rất dễ nổ thôi. Dễ dùng, dễ xài nhá. Tắt máy lại này, đây là thay trắng nhá, này ngon đấy.
máy chạy êm cực. Máy chạy êm cực. Con X23. X23 này. 800k luôn, còn khá đẹp. 800k. Đấy, bác thêm thêm 5.000 phí ship, 5.000 phụ kiện vào nhá. Tổng của nhà 900k. Rồi tiếp theo này. Đấy, tiếp theo lên cho bác con này nhá. Con này nó là con Robin Cóc hay là Makita Cóc là nó đây này. Đấy, bác nào mà muốn một con trọng lượng nhẹ dùng gia đình thì cứ rất ok lấy con này nhá. Con này thì cân lên nó khoảng hơn 4 kg một tí thôi, là nhẹ nhất thôi, nhẹ nhất trong các dòng máy cắt cỏ rồi. Không thể nhẹ hơn được nữa nhá, lưu ý. Đấy, con này thì là nguyên bản nguyên zin 100% luôn. Đấy. Tay lái tay liêng nó đây. Đấy. Còn trên vẫn còn cái lưỡi kìa, chưa kịp tháo kìa. Đấy. Thì cái này em bỏ cái dây ga này cho nó dễ dễ ấy nhá, cho nó dễ ấy, đỡ bị kẹt đấy. Đấy. Đây này. Em sẽ lổ cho bác xem nhá, nguyên bản luôn. Con này hơi ngon lắm. Ngon nhá, ngon giòn. Con này ngon đấy, mai chỉnh lại cái dây ga cho nó êm hơn là ok thôi. Êm lắm, máy chạy sướng. Đấy, lên ga. Đấy, ngon nhá, con này đảm bảo ngon đấy. Rất ok luôn. Đấy, rồi. Mà thì to cóc 21cc luôn chứ không phải 20. Trọng lượng nhẹ, dễ dùng dễ xài. X24 800k luôn. 800k. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 5.000 phụ kiện rồi nhá. Tổng của nhà 900k. Ok này. Tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Con này lên cho bác một con thuộc dòng S-Stein của Đức này. Con này hàng Đức này. Con này đẹp quá này, nhìn đẹp tuyệt vời luôn này. 22cc, con này nòng 32 ly này. Xài chế One Bro 2 kim nguyên bản của nó luôn này. Đấy. Con này nhìn đẹp lắm nhá, nhìn đẹp cực kỳ luôn. Đấy. 22cc. Đây này, nhìn tum, tum nhôm luôn thì phải. À tum nhựa, nhựa nhưng mà nhựa bền nhá, nhựa bền ngon đấy. Đấy. Con này thì đây. Rất dễ, mai lắp thêm tay lái cho bác nhá. Ở trên vẫn còn một cái lưỡi kìa. Đấy. Ok này. Đảm bảo rất ngon nhá. Êm du luôn. Đấy. Êm lắm. Đây. Đây. Con này ngon đấy. Em thấy con này khá là ok luôn nhá. Mà máy hình thức đẹp luôn. X25. Con này tính cho 900k nhá. Thì bác thêm cho em 5.000 phí ship, 5.000 phụ kiện vào. Tổng của nhà triệu tròn. Ok này. Tiếp theo này. X26 nên bác con này nhá. Cái con này thì là cái con là một, cũng là một con Tanaka chữ A nhá. Dòng này dễ dùng dễ xài, đồ đạc thay thế rất là nhiều luôn. Đấy, máy thì máy đời mới, đấy, độ ổn định nó rất cao nhá. Ừ. Giá thành thì hợp lý. Con này 22cc nòng 31 ly, 31 ly. Đấy. Con này nhìn khá đẹp nhá. Đấy. Đấy, khá đẹp luôn. Đấy. Đấy. Rồi ok, test lỗi cho bác xem. Này được đấy. X26. Con này tính cho 750 đi. 750.000. Đấy, được chưa? Thì bác thêm cho 50.000 phí ship, 5.000 phụ kiện rồi nhá. Tổng ở nhà 850. Rồi tiếp theo này. Rồi tiếp theo lên cho bác con này này. Con này ok quá này. Con này thì là một cái con cũng là một thuộc dòng Tanaka nhá.
Arakan giật đằng trước. Đấy, giật đằng trước 20cc, con này nòng 30 ni này. Dùng gia đình thì cực kỳ ok nha. Đấy. Trong này thì đấy, vỏ viết đẹp này, nhìn ok này. Đấy. Không bể vỡ gì nhá. À đây có bị bể mất một cái răng ở đây. Nhưng không sao nhá, dùng gia đình thì ok, chế tay đỏ này. Đấy, nói chung là được. Đấy. Đây nổ cho bác máy cho bác xem. Con này dây giật còn khá trắng nhá. Đây là dây giật còn lại còn khá trắng này. Đây này. Thấy chưa? Nó là cái cào luôn. Đấy, ngon lành cành đào. X27. Tính cho con này 650. Đấy. Thì bác thêm cho em 5.000 phí ship, 5.000 phụ kiện vào nhá. Mai lắp đủ đồ cho. Tổng ở nhà 750. Rồi tiếp theo đây. Sao lên cho bác con này nhá. Tiếp theo lên cho bác con này nhìn khá đẹp nhá. Con này là con gen loát Kobatsu 231 nhá. Made in Japan này, 23cc, nòng 32 ni nhá. Đặc biệt con này là xài chế hai họng nhá, chế hai họng này. Chế này là rất là tiết kiệm xăng luôn mà lại là loại đời mới nhá, rất tiết kiệm xăng. Chế này là nguyên bán không ra là cũng phải tầm 300 nghìn rồi, không ít đâu. Đặc biệt con này còn tum nhôm nhá, tum nhôm này, ga bóp trên thân này, đấy, con này khá ok nhá, con này khá đẹp, đấy. Nó rất dễ nổ nhá, con này cực kỳ dễ nổ nhá, nhìn khá đẹp. Con này khá đẹp nha, nhưng mà nó ga chưa được bốc máy cho lắm nhá. Đấy, các bác này về. Đấy, có thể các bác về căn chỉnh lại nhá. Căn chỉnh nhá. Đấy. Các bác về có thể căn chỉnh lại nhá. Đấy. Đấy. Con này nhìn đẹp đấy. Mà căn chỉnh lại cho bốc máy hơn tí nữa nhá. Đấy. Con này nhìn đẹp. 23cc nòng 32, X28. X28. Con này tính cho bác về căn chỉnh lại đi. Thì tính cho bác 700k đi. Đấy, đấy bác về chỉnh lại nhá. Cho ok hơn. Tiếp theo, bác nếu mà lấy thêm phụ kiện thêm 50 phí ship 50 đấy nhá. Ok, X29 này. Nên nên bác con cuối cùng con này nhá. Con này thì là cũng một con Tanaka chữ A, con này nhìn khá đẹp nhá. Hình thức thì ok, ngon lành cảnh đào. Đấy, đây. Cùng thiên này. Đấy, 22cc nòng là 31 ni, con này 31 ni. Đấy, tay lái tay niếc của nó đây. Đây, thì con này em tem lổ cho bác xem. Đấy. Con này là X29. Tính cho 700k nhá. Đấy. Rồi. Rồi video đấy đã dài mà xin kết thúc video tại đây đi. Các bác mua hàng liên hệ với em theo số là 0973 nhá, 931442. Rồi, cảm ơn các bác xem video.